Xin chào các bạn đã cùng đến với channel kiếm hiệp của Đỉnh Phòng. Và hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người một chủ đề, đó là sao chép võ công. Nhắc đến chủ đề này, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay tới một môn công phu trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, đó chính là Tiểu Vô Tướng Công. Môn võ này thuộc sở hữu của Lý Thu Thủy, đệ tử đời thứ hai của phái Tiêu Dao. Hẳn các bạn còn nhớ rằng Đầu Mỗ và Lý Thu Thủy cùng yêu Vô Nhai Tử, rồi liên tục tranh giành bạn tình, từ đó gây ra một mối hận không thể hòa giải giữa hai chị em. Đồng lão bản lĩnh cao hơn, nhưng cứ mỗi lần đi kiếm tam muội đều thất vọng trở về, bởi chính Tiểu Vô Tướng Công là thứ giúp Thái Phi Tây Hạ kiêm chủ nhân nhất phẩm đường bảo trì tính mạng. Tiểu Vô Tướng Công vốn là một trong tam đại tuyệt học của phái Tiêu Dao. Tuy nhiên trong Thiên Long Bát Bộ, người làm nổi bật môn võ này lại không phải đệ tử của bản phái, mà là một người khác. Người đó chính là Đại Luân Minh Vương, quốc sư nước Thổ Phồn Cưu Ma Chí. Tại sao Cưu Ma Chí có được Tiểu Vô Tướng Công thì trong Thiên Long Bát Bộ bản hiện hành không nói rõ, nhưng theo quan điểm của Đình Phong suy đoán thì rất có thể Chí trộm được từ Mạn Đà Sơn Trang, bởi mẹ của Vương Ngự Yên là con gái của Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy, mà Chi Ma Cứu lại thân thiết với Mộ Dung Bác. Mộ Dung Bác là anh rể của Vương Phu Nhân, hay nói rõ nghĩa hơn là mẹ Mộ Dung Phục với bố nuôi Vương Ngự Yên là chị em ruột. Viết thì hơi lòng hoàng, nhưng nghe và đọc chắc chắn các bạn cũng hiểu ngay. Chuyện là Cưu Ma Chí khi học được Tiểu Vô Tướng Công lại được anh Bác điếu quyển phổ 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, liền hăm hở lên núi Thiếu Thất ra oai. Kim Dung mô tả trong 72 môn tuyệt kỹ có đến 13-14 môn cực kỳ khó luyện. Dẫu người thiên tư cực cao, cả đời khổ tu một môn cũng chưa chắc đã đại thành. Hiện giờ cả chùa có trên 1.000 nhà sư, dù có hợp lại tất cả cũng không đủ 72 tuyệt kỹ. Huyền Sinh nghe Cưu Ma Chí tự nhận mình tinh thông tất cả, lại ngó khuôn mặt xem trình độ trên dưới 40. Dẫu mỗi năm luyện được một môn, tính ngay từ khi vừa ra khỏi bụng mẹ cũng phải mất 72 năm. Huống chi mỗi một môn trong 72 tuyệt kỹ đều hết sức thâm ảo phức tạp, không lẽ y một năm luyện được mấy môn? Huyền Sinh bụng cười thầm, nhưng ngoài mặt vẫn hết sức cung kính nói: quốc sư không phải là người của phái Thiếu Lâm, những môn như Ma Ha Chỉ, Bát Nhã Trưởng, Đại Kim Cương Quyền cũng đều tinh thông hay sao? Cưu Ma Chí mỉm cười đáp: không dám, vẫn mong được đại sư chỉ giáo. Đoạn rồi thân hình lão hơi nghiêng đi, trường bên trái giơ ngang, quyền bên phải đánh ra vù một tiếng. Đỉnh đồng cắm hương trước tượng Phật Như Lai, trúng phải quyền kình, nghe keng một tiếng nhảy vọt lên. Chính là một chiêu trong Đại Kim Cương Quyền pháp có tên Lạc Trung Đồng Ứng. Quyền không chạm vào đỉnh mà kêu thành tiếng, không phải khó. Thế nhưng rõ ràng quyền đánh thẳng ra, mà trước đỉnh đồng lại nhảy tưng lên, đủ biết lực của quả đấm khéo léo dường nào. Đúng là bí ảo của Đại Kim Cương Quyền. Cưu Ma Chí không đợi cho đỉnh đồng rơi xuống, tay trái lại đánh ra một chưởng, từ thức đúng là chiêu nhiếp phục ngoại đạo trong Bát Nhã Chưởng. Trước đỉnh đồng đang ở trên không trung xoay đi nửa vòng, nghe bịch một tiếng, một vật gì đó rơi xuống, có điều cho trong đỉnh tung tóe thành một vùng mờ mịt nên không nhìn rõ là gì. Khi đó dư lực của chiêu Lạc Trung Đồng Ứng đã hết rồi, trước đỉnh rơi tụt xuống. Cưu Ma Chí liền đưa ngón tay cái ấn về trước một cái, một luồng sức mạnh mẽ bắn ra, trước đỉnh ngay lập tức di chuyển sang bên trái nửa thước. Chỉ ấn 3 lần, trước đỉnh nhích sang 1.5 thước, lúc đó mới hạ xuống đất. Các cao tăng của chùa trong bụng thán phục, biết rằng gảy tay 3 lần như thế trông không có gì lạ, nhưng công lực ẩn giấu bên trong đã đến mức siêu phàm nhập thánh, chính là chỉ số chính tông của Ma Ha Chỉ có tên Tam Nhập Địa Ngục. Ấy là nói tụ tập 3 cái gảy tay đó dụng công khẩu sở, mỗi lần ấn ra chẳng khác gì một lần đi vào địa ngục. Huyền Sinh nom ông ta ra tay 3 lần, môn nào cũng hơn mình xa lắc, trong lòng nguội lại nghĩ thầm: xem chừng vị thần tăng này lời nói không sai, 72 môn tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm từ Thiên Trúc truyền vào thật, y tập theo cách thức của Nguyên Địa
nên những bí ảo so với bên trung thổ cao minh hơn nhiều. Trong hàng trăm tuyệt kỹ trong truyện Kim Dung, ngoài tiểu vô tướng công có thể sao chép được võ công ra, thì một số độc giả còn nêu thêm một môn nữa, đó chính là Càn Khôn Đại Na Di. Liệu tâm pháp của Minh Giáo thực sự có năng lực giống tiểu vô tướng công của phái Tiêu Dao? Chúng ta đều biết rằng Trương Vô Kỵ từng ở trên đỉnh Quang Minh tỉ thí với Không Tính Thần Tăng và dùng Càn Khôn để sao chép Long Trảo Thủ, một tuyệt kỹ thành danh của Không Tính, và đả bại chính lão. Chuyện như sau: Không Tính ngạc nhiên, hai tay cùng đưa ra, sử chiêu Sang Châu Thức, chộp vào hai huyệt thái dương hai bên mang tai của Trương Vô Kỵ. Kỵ lại hậu phát tiên trí, hai tay cũng đưa ra, nhưng đi trước một bước, chộp đúng vào hai huyệt thái dương hai bên của Không Tính. Không Tính bị chàng phất trúng huyệt thái dương đã đứng chết chân. Đến lúc chàng sử dụng Long Nguyệt Thức lại càng kinh hãi hơn, lập tức nhảy về sau nửa trượng, quát lên: Ngươi tại sao lại học lén Long Trảo Thủ của phái Thiếu Lâm ta? Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: Võ công trong thiên hạ tất cả đầu đầu cũng đều quy về một nguồn gốc, lẽ nào còn cưỡng phân các phái khác nhau? Cái này của mình, cái này của người. Công phu Long Trảo Thủ chắc gì chỉ có quý phái mới học được. Thế nhưng trong lòng chàng không khỏi bội phục: Long Trảo Thủ quá thức lợi hại, hẳn phái Thiếu Lâm phải thiên trì bách luyện hàng mấy trăm năm qua, có thể nói là thứ võ công bất bại. Nếu ta không dùng chính môn Long Trảo Thủ đối địch với ông ta, mà dùng quyền pháp khác để thủ thắng, quả thực mười phần gian nan. Huống chi những quyền pháp ta học được còn chưa bằng nhân vật hạng 2, hạng 3 của phái Thiếu Lâm, làm sao sánh được vị thần tăng đây? Qua đoạn trích trên, ta có thể thấy Càn Khôn Đại Na Di của Minh Giáo cũng có vẻ như đã sao chép võ công. Tuy nhiên, có vẻ và sự thật lại là hai khái niệm khác nhau. Sở dĩ Trương Vô Kỵ có thể copy được Long Trảo Thủ, bản chất không phải là dùng Càn Khôn mà là học vẹt. Chuyện đề như sau: Long Trảo Thủ tổng cộng 36 chiêu, không nhiều biến hóa. Trương Vô Kỵ trước sau không đỡ, không chạy, lúc nào cũng cách khoảng 2-3 thước, chính vì muốn quan sát những bí ảo trong Long Trảo Thủ của Không Tính. Các tên chiêu thức chàng không làm sao biết được, nhưng cách ra chiêu, chiêu nào Trương Vô Kỵ cũng nhìn rõ, nhớ vào trong bụng. Qua đoạn trích trên, ta đã có thể khẳng định Càn Khôn Đại Na Di thực chất không biết copy võ công, chẳng qua kỹ học thuộc lòng, rồi nhờ Càn Khôn mà biết sơ hở, sau đó lấy thịt đè người. Cửu Dương Thần Công mỗi chiêu mỗi thức đánh ra, lực đạo cực kỳ mạnh mẽ. Vậy nên chàng ta muốn Long Trảo Thủ ở mức tầm thường, nhưng cũng tạo ra sát thương vô cùng lớn. Cái cầu ngồi xổm cao hơn hẳn cũng là vì lẽ đó. Càn Khôn Đại Na Di không biết sao chép võ công, nhưng lại có thể tự tạo ra sơ hở để phá vỡ võ công. Vì thế kỵ dễ dàng đánh bại Không Tính, người đã luyện Long Trảo Thủ tới mức lô hỏa thuần thanh. Còn nguyên lý của tiểu vô tướng công không phải là học thuộc lòng như Trương Vô Kỵ, mà cần phải có khẩu quyết, có bản phổ tu luyện. Nếu không có những thứ đó thì tiểu vô cũng không sao chép được. Đó là lý do Cừu Ma Chí có thể dùng tuyệt kỹ của phái Tiêu Dao để thể hiện Thất Thập Nhị Huyền Công, mà oai lực và hình thái lại chẳng khác chi bản gốc. Video của Đỉnh Phong đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, xin hãy like, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.